Xin chào anh chị em. Đây, được thằng mới của mình đây, hôm 60. Đẹp mê thiên luôn các bạn này. 10 cái như 1, 1 cái như 10 luôn các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trúng lươn. Trước mắt các bạn đây là cái ống nhựa 48 loại mỏng các bạn nhé. Ống lươn này là ống lươn 48 các bạn này. Ống lươn được xử lý và rất là đẹp các bạn này. Khi các bạn mua cái ống lươn này về thì các bạn mua cái ống này nhé. Ống nhựa 48 loại mỏng cho các bạn. Thì các bạn thấy là nó nén luôn nhá, nó không cần que nhá, đấy, nó đẹp luôn các bạn nhá, không cần que luôn, đấy, hai tay rút ra các bạn này, chỉ một tay được thì không, nó nén lắm. Đấy. Khi các bạn thả thì các bạn nhớ là thả cái mặt hòm này này, với đây là mặt bùn nhá các bạn, thì phải bằng nhau, chọc như thế này thôi này, chứ đừng có chọc quá thế này, chọc cái đường trước này là các bạn nhớ là đừng để cho cái gì cản con lươn hết ạ. Hiện tại bên mình thì có rất là nhiều sản phẩm 48, 34, 42 và 60 các bạn nhé, rất là bền các bạn. Đấy. Nên là ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình, đặt hàng trước các bạn nhé, sau 2 ngày là có hàng. Rồi xin chào các bạn. Đấy, các bạn chiêm nghiệm rất là đều nhé các bạn. Cái tre này phải bằng nhau các bạn nha. Đấy, cái tre đều mới làm được. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn lại gặp lại các bạn. Xin chào anh chị em. Đây, được thằng mới của mình đây, hôm 60. Đẹp mê thiên luôn các bạn này. 10 cái như 1, 1 cái như 10 luôn các bạn này. Hàng làm rất là đẹp, rất là chắc chắn. Các bạn thấy không? Ở phía trong này lươn được khoảng 1 cân vào thoải mái các bạn nhé. Thoải mái luôn, mê thiên luôn. Tre là phải đan cho đều. Còn đây là 48 các bạn. 48 cũng miền chê luôn, mê thiên luôn. Các bạn nhé, hàng của mình như là số 1 Việt Nam, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Có thế. Ngoài ra thì mình còn hướng dẫn làm mồi lươn cho các bạn. Đây. Ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Đây. Hàng rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha. Tư vấn miễn phí nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Xin chào anh em. Đây là hòm lươn mà đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á luôn các bạn nhá. Đây, cái hòm bảy lươn là phải làm phải giống như thế này vì đạt yêu cầu các bạn. Nhiều người hỏi báo tại sao lại không làm đe cật.
Mình nói với các bạn nhé, làm tre cật đó, thứ nhất là nó cứng. Ở một hom chỉ cần 1 đến 2 then thôi để cho nó bền cái hom. Chứ mà làm tre cật cả là lươn nó cứng, nó khó vào. Đấy, các bạn thấy không? Mặt tre của mình là bằng già nhá, tre già rất là chắc chắn các bạn nhé. Không phải là ruột đâu các bạn. Hàng của bên mình là hàng xịn luôn các bạn nhé. Đấy, cái làm của nó đấy các bạn. Đấy, có cái mình xử lý, có cái mình chưa xử lý, như còn sơ đây. Đấy, các bạn thấy không? Mà hôm nay mình thả lươn rất được nhiều các bạn. Hầu như khách hàng nào phản hồi cũng thả được rất là nhiều. Vì hôm lươn nó chuẩn, đạt tiêu chuẩn luôn các bạn. Cái nan cũng phải trải, trẻ giống nhau. Đấy, khi con lươn vào nó êm. Chứ mà cứng quá thì lươn nó không vào. À, nó hay thế các bạn. Đấy, hàng rất là đẹp. Đan rất là công phu các bạn nhé. Đấy. Đấy, mồ hôi và sức lực đấy bỏ ra đấy các bạn đấy. Nên ai có thiện chí đặt hàng thì alo cho mình đấy. Các bạn nhé, đây là cái mớ hàng mới của mình đấy. Xử lý gần xong hết rồi đấy, các bạn không đẹp không đấy. Kiệt tác rất là đẹp, đảm bảo chất lượng luôn đấy. Cái nào giống như cái nào chắc chắn đấy. Nên ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình để đặt hàng các bạn nhé. Đây. Còn ống thì các bạn mua ống nhựa 60 này, làm cái que cài này, đơn giản thế này thôi. Còn đầu kia thì khoan lỗ cho nó thở. Đấy. Đấy, lươn to mấy nó cũng vào. Loại 60 này thì lươn được khoảng 1 cân trở lại các bạn. Để mình cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đẹp không? Đây là phía trong của nó nhá, để ta khám phá phía trong của nó. Đấy, đấy các bạn thấy không? Mình zoom cho các bạn xem này. Đấy. Đấy, khi con lươn vào thì nó đây đan, đây gọi là đan kiểu lục giác các bạn nhé, rất là đẹp, rất là bền. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Mình vô đó nè.
cái đầu lên nè. Đó, lấy đầu chưa? Lấy đầu chưa? Đó. Đấy, giống ngồi vậy đó, trong tập thấy ngồi đó. À, lại nè, lấy đầu nè. Lấy đầu chưa? Con nữa hả? Lấy đầu Hả? chưa? Quá là một khác. Đây à, đây ông này là một ống ống à, nằm ngồi nè. Bao lâu hả? Đây hôm nay này thu nhập vô đây đây đấy rồi 8 cân. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trúng lươn. Trước mắt các bạn đây là cái ống nhựa 48 loại mỏng các bạn nhé. Đấy, hôm lươn này hôm lươn 48 các bạn này. Hôm lươn được xử lý và rất là đẹp các bạn này. Khi các bạn mua cái hôm lươn này về á, thì các bạn mua cái ống này này nhé, ống nhựa 48 này mỏng cho các bạn. Đấy. Mà khi bỏ vào thì các bạn thấy là nó nen luôn nhá, nó không cần que nhá, đấy, nó đẹp luôn các bạn nhá, không cần que luôn. Đấy, hai tay rút vít ra các bạn này, chỉ một tay đôi khi không, nó nen lắm. Khi các bạn thả thì các bạn nhớ là thả cái mặt hom này này với đây là mặt bùn nha các bạn, thì phải bằng nhau, chọc như thế này thôi này, chứ đừng có chọc quá thế này, chọc vừa vừa thôi. Đấy. Cái đường trước này là các bạn nhớ là đừng để cho cái gì cản con lươn hết ạ. Hiện tại bên mình có rất là nhiều sản phẩm 48, 34, 42 và 60 các bạn nhé, rất là bền các bạn. Đấy. Nên là ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình, đặt hàng trước các bạn nhé, sau 2 ngày là có hàng. Rồi xin chào các bạn. Đấy, các bạn chiêm nghiệm rất là đều nhé các bạn, cái tre này phải bằng nhau các bạn nhé. Đấy, phải chẻ đều mới làm được. Rồi chào các bạn nha, hẹn lại gặp lại các bạn.